đấy, ươm rồi. Để mọi người quay sát cho mọi người xem, coi thịt cá nó bán ươm rồi. Lỗi hơi lỗi kỹ thuật một tí mà anh em mình cuốn ít dễ bán quá, để mà nó cháy hết rồi. Ui à, ui thôi giảm mỡ anh ạ. Chữ cay đi. Ý quá, à, cảnh ngọt chưa? Em xin mọi người cái cánh nhỉ. Thơm thế. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo của Mạnh TG. Hôm nay là anh em mình đi đánh chén một bữa đây. Nói chung là mấy hôm nay mình không ra được video là do mình bị ốm mọi người ạ. Mình phải kiêng nước nên là không ra được video đi săn bắt cho mọi người cùng xem. Thì hôm nay anh em mình có tổ chức một bữa gọi là party gà lướng. Gà lướng chay thôi. Con dây bạc, lướng than anh em mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi mọi người. Gà to anh. Gà rất là to. Nhưng mà anh em mình cũng chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi mọi người. Nó khá là đói rồi đấy. Nó tầm 4 giờ chiều nên là cũng rất là đói. Ở đây thì nó rất là chủ phú về cái loại củi đốt. Nhưng mà anh em mình cũng có chuẩn bị một ít than, gọi than hoa đây. Đấy. Cây chuyển thanh này hồi nhỏ là hay chơi cây này lắm. Bây giờ nó vào mùa khô nó chết khô rất là nhiều. Đói than hoa luôn anh nhỉ? Đốn trên cho nó bắt vào bắt nữa. Anh em mình mua 3 cân đây nhưng mà thiếu. Nên là đi kiếm được một ít củi tươi ngoài kia nữa. Để tí nhét vào sau. Mọi người, anh em mình đã bọc cây này và cho chắc chắn thêm một tí nữa. Bỏ vào đây mới nó có chịu được không? Vì có hai lớp giấy bạc nóng quá. Ui. Ui. Để lên que mà được rồi. Ui. Cái kia không chịu được. Cháy. Than cát là nhiều đấy. Đấy, mọi người. Ở đây thì là phong cảnh rất là hữu tình mọi người ạ. Có sông, có nước, có cây cối rất là thoải mái. Nói chung là rất là yên tĩnh vì rất ít người ra đây. Nên là anh em mình hay chọn làm những video ẩm thực ngoài đây mọi người. Ở đây tính ra hộ dân theo đầu người mà nó chỉ có chục hộ dân thôi. Vì là hồi xưa nó ở đây nó là một cái bãi ở rìa đê mà. Giờ anh em mình sẽ đợi chín và đánh chén thôi. Đây mọi người, anh em mình đã thiết kế là chín rồi nhưng mà rách giấy bạc rồi mọi người ạ. Lỗi kỹ thuật rồi. Chả biết là có ôi cần đã hóng rồi. Sai sách rồi. Úi chín vàng mọi người. Đấy, ươm rồi. Đây mọi người quay sát cho mọi người xem, coi thịt cá nó bán ươm rồi. Lỗi hơi lỗi kỹ thuật một tí mà anh em mình cuốn ít giấy bạc quá để mà nó cháy hết rồi. Không biết là có tí có ăn được không nhưng mà giờ phải giá rồi đó. Đấy. Ui à. Ôi thôi giảm mỡ rồi anh ạ. Rồi, phải thêm giấy bạc thôi. Đấy. Giảm mỡ khỏi nền. Anh em mình hơi chủ quan mọi người ạ. Nên là chuẩn bị ít giấy bạc quá. Con vào hết ở trong rồi kìa. Đây, tảng ươm thịt rồi. Nè, có phải cuốn thêm giấy bạc không anh? Không. Đục nữa. Đấy, anh em quan sát mà tảng ươm này. Thế bạn không chịu được nhiệt nữa. Còn sợ thì cháy đen xì ấy. Rồi, có sự có mặt của anh Hiền. Chào cả nhà nhé. Con này là hôm nay là nó có hơi sai sót một tí nè. Cuốn đi xì bạc. Cuốn yên dễ bạc quá mọi người ạ. Hai cuốn mà với được nhiệt độ mạnh như này thì nó không chịu được. Để mọi người nó đã chín gọi là ốc khói rồi. Nhưng mà anh em mình đang bên chuẩn bị là chế biến gia vị và rau thơm mà. Đợi xong công việc đấy là anh em mình bế ông này lên bán nhậu luôn. Đấy, thơm chưa mọi người. Anh Đích và anh đang chuẩn bị công tác chuẩn bị rau thơm với nước mắm, nước chấm là đầy đủ hết rồi. Đây mọi người nó đã chín quá rồi. Nói chung là nó hơi bị cháy một tí nhưng mà rất là thơm. Thơm lừng. Thơm cả mùi khét luôn. Đấy mọi người. Sướng chưa? Đấy. Đấy anh Hiền và anh Đích khai mào đi. Ngồi cái đầu. Nói chung là anh em mình nói chung là có một hơi một chút sai sót kỹ thuật. Không phải gì. Bia. Có bia đấy anh. Có bia đấy. Nước ngọt thôi. Ai uống bia uống nước ngọt đúng không? Em uống bia thôi. À em uống nước ngọt này vừa mới tiêm kháng sinh xong rồi. Vaccine xong mọi người ạ.
Bia trứng dưa mọi người. Đi uống bia à? Uống bia. Đấy, em đi uống bia. Anh em mình chuẩn bị đầy đủ hết. Đấy. Và vị cái tiết là ngon ngon lành luôn. Vị mọi người quan sát cái thứ thịt của nó này. Ui, thơm lưng luôn. Ui, mỡ nó chảy ra sướng chưa? Ui. Ngon đấy. Thơm nhỉ. Thơm ấy. Ông kia ngồi đi. Cứ như là anh em mình cắm cam, mình cắm cam vào ngồi vào bàn nhậu đi mọi người ạ. Nhất thủ nhì vĩ. Nhất thủ nhì vĩ mọi người ạ. Đi triển khai đi. Đấy. Ui, đấy quá. À. Cánh ngon chưa? Em đấy. Xin này. Mọi người cái cánh nhỉ. Thơm ê. Sướng lắm. Ui, thơ thịt, thơ thịt nó là dày bịch luôn. Và tất cả mọi người ăn này cùng với anh em mình mọi người nhá. Wow, nóng quá. Ui, sướng luôn. Ui. Ui, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Đang cực mà. Cái cánh thơm quá đấy, anh làm cánh. Ây, ngon lắm mọi người. Nói chung là trưa nay mình đã nhịn đói rồi. Và xác định là chiều nay làm video ẩm thực cho mọi người xem là nhịn đói nên ăn cảm giác nó ngon lắm. Ngon thật. À, nóng quá. Ui, uống một coca cực hợp luôn. Mọi người có dịp thì về quê hương anh em mình cũng sẽ đưa mọi người ra đây là thưởng thức với anh em mình món gà hoặc là cá nướng rất là ngon. Và nướng xong ăn luôn nó nóng rồi, ăn bốc hơi nồng nặc mọi người. Nóng quá, không, chưa bẻ được ngay. Không biết không. Ui, nóng thật. Nó hơi bị cháy cạnh tí nhưng mà thơm. Ăn được hết. Nóng quá, mãi mới xé được mọi người. Toàn tan luôn mọi người. Ngon quá. Ngon quá. Thì bây giờ mọi người ăn cùng anh em mình nhá. Múc một phát là hết cả thịt luôn. Chưa mỗi xương. Ăn với rau thơm này cực ngon luôn. Này chính nhà mà có giấy ớt. Nhà mình hôm nay là hơi chủ quan một tí. Ngon quá mọi người. Xin ta mời tất cả mọi người uống bia cùng mình nhá. Anh chỉ uống bia mọi người, mình thì uống nước ngọt thôi. Mình uống nước ngọt thôi. Ui giời, cái thớ thịt của nó này. Con gà 3,5 cân mà. To quá. Thời ngoài kia đang chạy. Hơi ổn một chút. Đói quá, ăn dĩ ngon. Anh em mình ăn uống hơi thô, mọi người thông cảm cho anh em mình nhá. Chính là kiểu này mới là ngon. Ngon vậy. Chứ chặt ra ăn không 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 ngon. Ngon thế. Đấy, xé nguyên này xé ngon. Khi anh em mình đánh dẻo anh ạ, đánh xé dẻo thì nó đã bị ấy.
chín lúc đục nhỉ. Đứng có gần một tiếng mà chín lúc đục mọi người. Này cho mạnh. Cá. Ui, chết này, này một mình em ăn không hết rồi. Cá. Cứ cái đấy à, xé được miếng nào xé. Này cái đùi này nó hơi bị cháy một tí nhưng mà vẫn rất là ngon. Mình sẽ ăn thử một miếng xem là nó có bị khét không. Bóc đây này, bóc cái. Ui không khét anh ạ, ngon lắm. Mình bóc là cái lớp cháy người ta là ăn được. Nó hơi lõm kỹ thuật một tí. Ngon thật. Chưa nhịn đói bữa giờ ăn ngon. Ấy. Đây, mọi người, đỡ thịt này. Tạo mùi cho cuộc sống nó thăng hoa. Nhìn cho em mượn cuộn giấy. Cái này ăn nhanh nó mới nóng mới ngon. Nhưng mà ăn chậm là đấy nguội là mất ngon. Nguyên một cái tảng đùi này. Không biết là mình có ăn hết không. Ê, ui, dóc thì ngon thế. Đấy. Ui dạ. Đây xé cả phần em ăn này. Đấy. Đấy. Không, ngon chưa? Ít làm miếng. Đây chị ăn. Ui, ừ, ngon chưa? Ngon. Nó luôn bị xong cơm em ngon. Đúng, phải có rau, ăn rau. Rau mùi. Rau không chó này. Đầy đủ, làm miếng ớt đây, làm miếng cay đó. Nó mới đúng vị. Miếng ớt, anh chịu, không ăn được. Anh biết chứ không ăn ớt mà. Ui. Đây. Lòng dã man luôn. Mình phải làm miếng ớt thật dày. Để cho nó tăng thêm vị đậm đà. Quay với rau ăn ngon lắm. Ấy. Đấy, này, kỳ, gà. Không chê đâu được. Chị ăn những thứ thịt ngon. Là miếng ướt là ngon thật. Ướt. Ăn đi này. Ăn đi, ăn đi. Mấy ăn này mạnh cho hết đi. Mạnh đi. Sau kia hợp coca nữa. Em xin ma kích này. Ma kích à? Có ma kích. Ma kích nào? Ma kích coca mày. Đây nước mắm mọi người. Anh em tôi chỉ nước mắm thôi. Anh em mình cũng đánh chén là khá là lo xay đấy. Nói chung là bây giờ cũng muộn rồi. Nói chung là bộp đốt chỗ này rồi về thôi. Thì mọi người xem video thấy ủng hộ anh em mình một cách like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình mọi người nhé. Thì clip này mình xin kết thúc đây thôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ.